Sevilla vs Roma, chung kết trong mơ của Europa League. Trận chung kết Europa League 2022-2023 giữa Sevilla và vs Roma sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Sevilla và vs Roma sẽ tranh cúp trên sân Puskas Arena tại Budapest, Hungary. Sevilla gặp vs Roma được ví như trận chung kết trong mơ của Europa League mùa này, khi hai biểu tượng chiến thắng sẽ tranh cúp tại Puskas Arena. Jose Mourinho đã toàn thắng cả 5 trận chung kết cúp châu Âu với Porto, UEFA Cup 2003, Champions League 2004, Inter Milan, Champions League 2010, MU, Europa League 2016 và vs Roma, Conference League 2022. Phẩm chất người đặc biệt của Jose Mourinho là chìa khóa đưa vs Roma vào 2 trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp. Chức vô địch Europa League cũng là cánh cửa để vs Roma trở lại Champions League mùa tới, khi họ đang đứng thứ 6 ở Serie A mùa này. Phía bên kia chiến tuyến, Sevilla đã toàn thắng 6 trận chung kết trước Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro, Liverpool và Inter Milan để giành 6 chức vô địch Europa League vào các năm 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 và 2020. Giống như vs Roma, chiến thắng trong trận chung kết tại Puskas Arena sẽ đưa Sevilla trở lại Champions League sau mùa giải bết bát ở giải quốc nội. Thầy trò huấn luyện viên Jose Luis Menzi Liba đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng La Liga. Hoặc Jose Mourinho, hoặc Sevilla sẽ mất đi hào quang toàn thắng sau cuộc đối đầu đêm nay. Nhìn lại hành trình vào chung kết, Sevilla xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn vs Roma. Đội bóng Tây Ban Nha đã liên tiếp hạ knock-out hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch là MU và Juventus ở tứ kết và bán kết. Sevilla cũng từng loại vs Roma trên hành trình vô địch Europa League hồi năm 2020. Trước đó, Sevilla đã gieo sầu cho MU của Jose Mourinho ở Champions League hồi năm 2018 và khiến người đặc biệt chua chát thừa nhận Sevilla có bản lĩnh cao cường hơn đội nhà ở sân chơi châu Âu. Nếu như Sevilla gây ấn tượng mạnh trên đường vào chung kết, thì vs Roma đã tới Puskas Arena bằng thứ bóng đá có phần xấu xí. Hình ảnh tiêu biểu của đội bóng Italia hiện lên ở bán kết, nơi Leverkusen phát cáu vì cách thầy trò Jose Mourinho giết chết trận lượt về sau khi thắng 1-0 tại lượt đi. Dẫu vậy, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để Jose Mourinho và vs Roma giải mã DNA vô địch của đối thủ ở Europa League, bởi lẽ Sevilla đã bán đi một loạt trụ cột trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Thực tế, vs Roma xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Sevilla nếu so sánh từng cá nhân trong đội hình thay vì đối chiếu bề dày thành tích. Ngoài ra, Sevilla cũng chịu tổn thất lực lượng khi hậu vệ cánh MAJOR SACUNA bị treo giò ở chung kết vì lĩnh thẻ đỏ tại bán kết. Theo lịch thi đấu, trận chung kết Europa League giữa Sevilla và vs Roma sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 6 giờ Việt Nam.